Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì là Tàng lại tiếp tục cập nhật được một số thông tin nữa xoay quanh câu chuyện của cô ca sĩ Phi Nhung. Và đặc biệt là cái thông tin liên quan đến cái số tiền 500 triệu mà ca sĩ Ngọc Sơn đã trao trong cái ngày lễ 49 ngày. Thì tất cả mọi luồng ý kiến dư luận trái chiều đã đổ xô về. Và cái câu chuyện này nó đang rất là nóng. Thì mọi người cũng có thể thấy rằng là trong cái chương trình đó sư cô đã không nhận tiền. Và rất là nhiều tình tiết trong đó thì tất cả mọi người cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Nhưng đến ngày hôm nay thì Lực Tàng đã nghe được rất là nhiều những cái đoạn clip và cũng như là những cái bài viết status trên trang cá nhân của những cái nhóm anti fan của cô ca sĩ Phi Nhung được cho rằng là đang bảo vệ Hồ Văn Cường, lên chửi các sư cô rất là nhiều và đặc biệt là chửi sư cô không nhận tiền trong cái buổi lễ 49 ngày đó. Họ nói rằng là các con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung không cần sự hỗ trợ nữa, mọi người đừng có đóng góp hay hỗ trợ cái gì nữa, tại vì sư cô không cần, sư cô đủ lo đủ nuôi. Thì mọi người có thể thấy rằng là nó đang chặt tất cả các ngã đường mà những người tốt đang muốn giúp người. Mọi người thấy không ạ? Trong cái câu chuyện này, những cái đứa nhỏ là con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung thì mọi người biết rằng là đang ở với các sư cô, mà bây giờ nó lên nó chửi sư cô, nó nói sư cô là không cần tiền này nọ, thì nó đang cản cái con đường mà các sư cô nuôi các bé. Như vậy thì không còn cái tội ác nào mà hơn nữa nha mọi người. Nhưng chúng ta cũng chả cần quan tâm đâu mọi người ạ. Tại vì lòng yêu thương của tất cả mọi người là nó bao la, nó rộng lớn lắm. Và những ai có lòng thương người thì người ta sẽ hiểu rõ cái câu chuyện này. Và đặc biệt rằng là những ai yêu mến hâm mộ có ca sĩ Phi Nhung thì sẽ có cái lòng thương người và sẽ tự động họ sẽ giúp đỡ và không cần phải lên tiếng khoe mẽ hay bất cứ một cái vấn đề gì. Còn thực ra cái nhóm người mà đang nói xấu về các Nico, sư cô á, thì đảm bảo tất cả mọi người là cuộc đời của họ không giúp được một ai và chỉ biết lợi dụng và đi ăn cướp ăn chặt của người khác thôi. Đấy, chủ yếu là đi hãm hại và gọi như nói xấu bóc mẽ người khác thôi, không giúp được một cái gì đâu mọi người ạ. Và đảm bảo một điều rằng chắc cú là họ sẽ không bao giờ xuất được lấy một ngàn một chinh một cắt nào để giúp cho các con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung. Cho nên là chúng ta không cần quan tâm đến những hạng người như vậy nha mọi người. Hiện tại bây giờ thì các sư cô đang bị chửi, đang bị réo tên để chửi này nọ. Nhưng tất cả mọi người biết rằng trong Phật Pháp là những lời nói của họ phát ngôn ra mà các sư cô không nhận thì chắc cú rằng là những cái lời đó nói đó sẽ thuộc về những cái người mà phát ngôn ra nó. Đó là cái luật nhân quả và cái luật báo ứng đó mọi người. Đấy, trong Phật nó có hết rồi. Cho nên rằng là cũng rất mong tất cả các sư cô hãy cố gắng không cần phải nghe những cái thông tin mà tụi nó thất thiệt. Và tụi nó đã hãm hại rất là nhiều người rồi. Đến người có cố mà nó đang còn môi lên để nó chửi thì nó sẽ dùng bất chấp mọi phương án, mọi thủ đoạn để nó đi nói xấu người khác. Cho nên rằng là các sư cô hãy cố gắng. Bên cạnh các sư cô đang còn rất là nhiều người hâm mộ cô ca sĩ Phi Nhung và họ sẽ giang vòng tay để giúp đỡ cho các sư cô cũng như là các con nuôi của cô ca sĩ Phi Nhung. Thì mọi người cũng đã biết rằng là trong cái câu chuyện 500 triệu của danh ca Ngọc Sơn thay mặt bầu thị đến để trao cho sư cô ở trong cái buổi lễ 49 ngày thì nhận được rất là nhiều cái ý kiến trái chiều, đặc biệt là người ta không đồng lòng và không đồng tình về cái quan điểm mà Ngọc Sơn mang tiền đến để trao trong cái buổi lễ 49 ngày. Và đặc biệt số tiền đó, chủ nhân của số tiền đó chính là Bầu Thị, là người đã có những cái lời tiếng không hay đối với lại cố ca sĩ Phi Nhung và quản lý ekip của cố ca sĩ Phi Nhung trong câu chuyện Hồ Văn Cường. Cho nên rằng là bên phía sư cô đã không nhận, thì đã có rất là nhiều khán giả đã quan tâm đến cái câu chuyện này và họ để lại một cái dòng status ở trên đây rất là hay. Và cái dòng status này là của một người chị ở bên Mỹ, chị ấy tên là Nguyên Lê. Thì chị ấy viết như thế nào và trọng tâm, trọng điểm cái câu chuyện nó như thế nào. Thì đây là một cái bài phân tích theo như Lực Tàng nghĩ rằng là rất là xuất sắc về cái câu chuyện này. Thì để Lực Tàng đọc lên đây để cho tất cả mọi người cùng biết. Nguyên Lê, thà đừng lên tiếng. Vừa rồi em thấy anh nghệ sĩ post hình tin nhắn này giữa anh và Diễm Phạm, đại diện cho gia đình chị Phi Nhung. Em lại thấy buồn hơn cho cách cư xử của phía anh và anh bầu. Tại sao em buồn ư? Vì những gì anh đã làm vào ngày cúng thất 49 ngày của chị Phi Nhung, em đã cảm thấy xót xa thay cho gia đình của chị Nhung và những đứa nhỏ. Và bây giờ anh lại khiến em cảm thấy đau xót và thương hơn cho cách sống mà chị Nhung và những người xung quanh chị Nhung đang sống. Thứ nhất, anh là người có thể hãy nói là đầu hai mái tóc. Không lẽ anh đọc cái câu của Diễm Phạm nói rằng em tâm sự với anh ba một lần nha, mà anh không hiểu rằng gia đình của chị Nhung không muốn nói đến chuyện này và không muốn nhận sự giúp đỡ từ phía của anh và anh bầu thị kia.
Và điều quan trọng ở đây là gia đình từ chối lần này và không muốn sẽ phải có thêm lần thứ hai. Diễm Phạm đã dùng một sự tôn trọng rất lớn để nói chuyện với anh, để cho anh biết rằng dù có chuyện gì đang xảy ra ở ngoài kia, anh và anh bầu thì đang và đã làm những gì. Thì với riêng Diễm Phạm nói riêng và cả chị Phi Nhung và gia đình nói chung vẫn rất rất tôn trọng và kính nể anh. Nhưng đáng buồn thay, anh một lần nữa vô tình hay là cố tình mà không hiểu mà cư xử hành động đi ngược lại với tình cảm đó của chị Phi Nhung và Diễm Phạm. Và thật đáng buồn thay là ngay lúc diễn ra cúng thất của chị. Thứ hai, ở nội dung tin nhắn kể đó, Diễm Phạm là người kêu anh đợi đến 49 ngày của chị Phi Nhung, mong anh lại gặp sư cô chăm sóc cho tụi nhỏ hiện tại để anh sẽ hiểu rõ và thương gia đình họ hơn. Ở đây thậm chí một đứa non đời như em đây đọc vô cũng thầm hiểu được Diễm Phạm muốn anh đến để nhìn thấy cuộc sống của tụi nhỏ bây giờ nó còn thương tâm tội nghiệp hơn rất rất là nhiều so với một thằng đang được cả anh và anh bầu thị đang cất công tìm kiếm mang về để được tụi anh xây nhà, mua xe, học miễn phí, hỗ trợ con đường nghệ thuật miễn phí, vân vân. Để anh suy xét sự xem đâu là đúng và đâu là sai. Và cũng như anh nên đọc và hiểu thật rõ là không hề muốn nói là kêu anh đợi đến 49 ngày, lên đó anh đi từ thiện cho mấy đứa nhỏ. Ở đây Diễm Phạm kêu anh lên đó đợi ngày đó để lên nhìn cho rõ và nhìn cho kỹ, dùng trái tim và tình người để cảm nhận và nhìn nhận lại những gì anh và bầu thị đang làm và đã làm lúc chị Phi Nhung vừa nằm xuống. Vì khi anh lên đó, anh nhìn vào những đứa trẻ thêm một lần mồ côi thì anh sẽ thấy thương chị Phi Nhung nhiều hơn, anh sẽ cảm thông cho chị nhiều hơn. Nhưng đâu ai ngờ anh vẫn cố chấp và bất chấp tất cả để làm theo cái kịch bản và diễn theo cách mà phía anh đang mong muốn. Thứ ba, nhìn cái ngày anh nhắn tin cho Diễm Phạm thì trước đó đã sùm lên nhiều thông tin và những lời cay nghiệt của người anh trai kết nghĩa dành cho người em gái yêu thương của anh. Vậy mà, hay, anh lại cư xử đúng nghĩa, làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa. Anh là ông bầu, đang có suy nghĩ gì vậy? Mà một bên thì lên mạng xã hội đi chửi người ta, người Mỹ, ba que, vân vân. Còn một bên thì đi kiếm con gà đẻ trứng vàng. Rồi đồng thời cũng đi lấy tiền xoa dịu nỗi đau. Và em nhớ không lầm là hình như có lần nhiều lời nói không hay dành cho chị Nhung thì anh đã đi nhắn tin nói anh thay mặt muốn gửi tiền giúp mấy đứa nhỏ. Trời ơi, anh nghĩ sao nếu có ai đó chửi mẹ anh, lăng mạ mẹ anh cho đã đời, rồi cái rồi người ta đến nhà nói là cho 500 triệu, vậy anh có lấy không? 500 triệu to như bánh xe bò vậy đó, to cách mấy cũng không mua được cái tự tôn và nhân cách của một ai đó đâu. Thứ tư, rồi giờ mọi người có ý kiến không ủng hộ việc làm của anh thì anh lại tung tin nhắn lên để chứng minh mình trong sạch, để có những báo mạng đưa tin về việc anh sẽ trao tiền cho các bé là không phải tự phát mà là có thông báo. Và anh không hề có ý làm màu đâu nha. Đúng, anh nói rất là đúng. Anh không có ý làm màu, nhưng anh có ý tiếp tay cho việc làm đi ngược lại với tình người của những thành phần ngoài kia. Vì rõ ràng ở đây Diễm Phạm đã nói rất là rõ, người ta không có ý kêu anh đợi 49 ngày rồi anh lên trao tặng tiền cho có ý nghĩa, mà người ta có ý là gia đình chị Nhung không nhận, sẽ không bao giờ nhận, mà hãy đến lễ 49 ngày để nhìn các con, nhìn những gì xảy ra mà tự cảm thấy hổ thẹn với những gì đã và đang làm với mẹ của những đứa nhỏ đó đi. Chị Nhung mới nằm xuống thì các người đã nói và đã làm cái gì? Nhưng anh à, tại sao anh lại cố tình không hiểu vậy anh? Mà anh lại đối đáp cái tình cảm mà gia đình của chị Nhung dành cho anh là bằng những hành động, những lời nói như sát muối vào mấy đứa nhỏ vậy. Và đứng trước di ảnh của chị Nhung, anh có cảm thấy mình không hề xứng đáng với những gì chị Nhung và gia đình của chị dành cho anh không? Thà anh hãy im lặng trong lúc này thì hay biết mấy. USA 2:23 sáng ngày 16 tháng 11 năm 2021. Và bên dưới đây thì mọi người cũng có thể thấy là cái dòng tin nhắn của bầu thị và Diễm Phạm trước cái ngày mà danh ca Ngọc Sơn đem số tiền lên trao cho sư cô ở trong lễ 49 ngày của cố ca sĩ Phi Nhung. Thì đó, mọi người có thể nghe được một cái bài viết cực kỳ hay và cực kỳ xúc tích nói về cái câu chuyện của Diễm Phạm và Ngọc Sơn đang rất là lùm xùm trong thời gian vừa rồi.
thì chúng ta cảm thấy đây là một cái câu chuyện cực kỳ gọi như là khó xử đối với Ngọc Sơn, và không biết được rằng là liệu chừng có cái câu chuyện làm màu làm mè gì ở trong đây hay không. Nhưng mà những cái hành động của Ngọc Sơn và Bầu Thị trước đó thì cũng đã làm cho tất cả mọi người cảm thấy rất là buồn thực sự luôn. Lê Tàng cũng nghĩ rất là buồn. Tại vì trong cái câu chuyện mà Ngọc Sơn, trong cái câu chuyện mà Ngọc Sơn với Bầu Thị đang kết hợp để giúp đỡ Hồ Văn Cường á, thì lại có một cái dấu hiệu gì đó, nó có thể rằng là nó chống lại có ca sĩ Phi Nhung và bên quản lý ekip có ca sĩ Phi Nhung rất là nhiều. Và điển hình thì Bầu Thị cũng đã lên những cái điều tiếng rất là không tốt đối với có ca sĩ Phi Nhung, và tất cả mọi người đều cảm thấy rất là buồn trong cái câu chuyện đó. Thì cái số tiền mà không nhận thì hoàn toàn có cơ sở, và cái bài viết này đã nói lên tất cả những cái gì mà chúng ta muốn nói rồi, đúng không ạ? Thì sau cái sự việc lùm xùm như vậy thì Ngọc Sơn cũng đã lên tiếng rất là nhiều lần, và Ngọc Sơn đã có một cái dấu hiệu và đứng lên để thay mặt cho Bầu Thị đứng lên xin lỗi tất cả mọi người. Thì cái bài xin lỗi của Ngọc Sơn như thế nào thì để Lực Tàng đọc để cho tất cả mọi người cùng hiểu. Nếu trước đây người em kết nghĩa của Ngọc Sơn tức là Bầu Thị có vô tình nói điều gì đụng chạm đến bên cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn thay mặt xin lỗi tất cả mọi người, chỉ mong một điều, chúng ta hãy mở rộng vòng tay vị tha, quý mến nhau như một nhà. Ngọc Sơn sống chỉ biết yêu thương, giúp đỡ, nhưng làm sao can thiệp vào toàn bộ những lời nói của con người khác ngoài xã hội. Anh em trong nhà chưa chắc đã quản lý được hết lời nói của nhau, thì đừng vội quy chụp lên cho Ngọc Sơn những chuyện trên trời rơi xuống. Chỉ có đại gia đình mới hiểu được Ngọc Sơn suốt mấy chục năm qua mà chưa cần giải thích điều gì. Đó, đây là cái lời mà Ngọc Sơn đứng lên để thay mặt Bầu Thị xin lỗi tất cả mọi người. Nếu như Bầu Thị có những cái phát ngôn gì sai và đụng chạm đến danh ca của ca sĩ Phi Nhung thì cho Ngọc Sơn thay mặt Bầu Thị xin lỗi tất cả mọi người. Đó là cái câu chuyện mà Lực Tàng muốn cập nhật để gửi tới tất cả mọi người là như vậy. Thì không biết rằng là trước đó thì Bầu Thị đã nói những cái gì, nhưng mà Bầu Thị đã lên những dòng status như thế nào thì đều Ngọc Sơn đều chia sẻ những cái dòng status đó cho Bầu Thị ở trên trang cá nhân của mình. Tức là đồng lòng với lại cái quan điểm của Bầu Thị thì mới chia sẻ lên cái trang cá nhân của mình để cho tất cả đại gia đình của mình nghe được và nhìn được, đúng không ạ? Nhưng ngược lại thì những cái bài viết và bài phân tích như vậy thì nó lại có cái dấu hiệu đá động đến cố ca sĩ Phi Nhung rất là nhiều. Cho nên rằng là cái câu chuyện này rất là khó xử, và Lực Tàng cũng chỉ để muốn cho tất cả mọi người biết được những cái thông tin mà Lực Tàng cập nhật từ phía người thân, hoặc là bên phía Ngọc Sơn, hoặc là Bầu Thị, hoặc là Diễm Phạm, hoặc là những người quản lý ekip của cố ca sĩ Phi Nhung, những người thân cận sẽ có những cái bài phân tích, bài viết như thế nào Lực Tàng cập nhật lên để cho tất cả mọi người cùng nghe và cùng hiểu, để cùng nhau phân tích để làm rõ cái câu chuyện này nó như thế nào, đúng không ạ? Và cái mục đích chung nhất của chúng ta là làm sao để cho sáng tỏ rõ ràng cho cô ca sĩ Phi Nhung. Tại vì chị ấy đang nhận rất là nhiều điều tiếng xấu từ những cái người xấu, người ác, người ta đang moi móc chị ấy lên để người ta hãm hại, cố tình vu khống tung những thông tin thất thiệt để chà đạp bôi nhọ đi một cái hình ảnh của người quá cố. Thì Lực Tàng cũng rất mong mỏi làm sao làm sáng tỏ mọi chuyện cho nó rõ ràng, ngọt ngành gốc gác, đúng không mọi người? Còn trong cái câu chuyện mà bên phía họ đang chửi bới hết người sống cho đến người mất, hiện tại bây giờ lại nhắm vào các sư cô đang lo toan cho những đứa nhỏ ở trong chùa, thì tất cả những người đó thực sự là những đứa vô học, và đầu óc của tụi nó không còn là đầu óc của một con người nữa, mà Lực Tàng nghi là đầu óc của những con kình kình, những con linh cẩu đang đối mồi. Nó có thể nó vồ bất chấp một ai, nó đưa ra những cái thông tin bất chấp, những cái biện pháp mưu hèn kế bẩn của tụi nó để bất chấp để hãm hại người khác. Cho nên Lực Tàng rất mong tất cả mọi người hãy chung tay để đẩy lùi tụi nó. Chúng ta hãy tẩy chay tụi nó đi nha mọi người. Đừng để cho tụi nó phát triển. Nếu như mà tụi nó phát triển với những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, cố tình bảo thủ cái quan điểm cá nhân sai lầm của mình, thì trong khi tất cả cộng đồng mạng xã hội người ta đang phản ứng và người ta đang đối đầu lại, nhưng mà nó cố tình nó đi theo cái đường sai, thì chắc cú là cuộc đời của tụi nó sẽ lao đầu xuống vực thẳm. Và để cho tụi nó phát triển, càng ngày càng phát triển, thì xã hội của chúng ta sẽ không đi về đâu với những cái thành phần xấu xa như vậy nha mọi người. Thì Lực Tàng rất mong tất cả mọi người sáng suốt trong cái câu chuyện này, để càng ngày chúng ta càng hiểu rõ ra. Thì tất cả mọi người nên nhớ rồi, những ai làm việc tốt chắc cú sẽ được cái tiếng thơm cho đời, và không cần họ phải công khai, nhưng thời gian cũng như là những cái việc làm và hành động thực tế thì tất cả mọi người cũng sẽ được biết hết trong một thời gian ngắn thôi mọi người ạ. Điển hình như có ca sĩ Phi Nhung, chị ấy không nói ra, nhưng khi chị ấy nằm xuống rồi thì những hành động tốt đẹp của chị ấy, những cái tiếng thơm lừng lẫy của chị ấy đang được phát huy và đang được bộc lộ dần dần ra bởi những người tốt. Người ta sẽ cung cấp những thông tin đó lên để cho chúng ta nắm bắt tình hình. Cái đó là cái luật nhân quả báo ứng nha mọi người. Gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo nhân tốt thì chúng ta sẽ gặt được quả tốt.
gieo nhân xấu thì chúng ta sẽ gặt được kết quả xấu, đúng không mọi người? Cho nên rằng là Lực Tàng mong tất cả mọi người hãy bình tĩnh trong cái câu chuyện này, để Lực Tàng có thông tin gì thì cập nhật lên để gửi tới tất cả mọi người. Và đặc biệt là Lực Tàng sẽ lên án và tẩy chay những thành phần đang moi móc những người quá cố lên để làm những cái hành động bất chính, như vậy thì quá ác nhân thất đức. Lực Tàng rất mong tất cả mọi người ủng hộ Lực Tàng bằng cách nhấn vào nút đăng ký, nhấn vào quả chuông để theo dõi được những tin tức mới nhất đến từ Lực Tàng TV. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo ạ.